Trần Thi xin kính chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Minh Hoàng với tác phẩm Cây Ngải Hồi Sinh. Quý thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của bạn ấy, hãy vào trang Facebook cá nhân để ủng hộ và tương tác cho Minh Hoàng nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thi và kênh Xóm. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Rồi, ngay bây giờ không làm mất thời gian của quý thính giả, chúng ta cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Làng An Sinh, một ngày cuối tháng 10. Trời lập đông nên những cơn mưa cứ liên tục kéo đến, cộng với bầu trời âm u làm cho tâm trạng người ta lúc nào cũng cảm thấy nặng nề. Cuối làng có một căn nhà nhỏ nằm biệt lập so với những ngôi nhà khác, bởi xung quanh là một bãi tha ma, hiếm khi có người qua lại nếu như không có việc gì cần thiết. Trong căn nhà ấy lúc này tiếng chuông tiếng mõ vang lên đều đặn, chốc chốc lại có tiếng rền rĩ suýt xoa vang lên. Người dân trong vùng cũng đã quen với những tiếng này, bởi đây là nơi cư ngụ của Hải, hay còn gọi là Tư Hải, một thầy pháp nổi tiếng của vùng này. Năm nay anh chỉ mới tròn 30 tuổi thôi. Không ai biết Hải quê gốc ở đâu, và có hỏi thì anh ta cũng không nói. Người ta chỉ biết Hải chuyển đến đây ở được gần 5 năm rồi. Lúc mới về đây thì Hải chọn mua mảnh đất kế bên nghĩa địa của làng. Ai cũng tưởng anh là một kẻ gàn dở, nhưng không, Hải tự nhận mình là thầy pháp, và anh dọn về đây là từ một cơn báo mộng của tổ sư. Ban đầu không ai tin cả, nhưng rồi Hải giúp mọi người nhiều vụ, chuyện lớn như người bị vong ám, ma quỷ, hoặc những chuyện nhỏ như cúng dỗ, lễ lộc đều được Hải đứng ra làm giúp. Và những lần như thế, Hải không lấy tiền nhiều như những người thầy pháp khác trước đây. Hải thường chỉ nhận một chút tiền nhỏ, và nếu gia chủ biếu đồ ăn thì anh nhận. 5 năm trôi qua, Hải nhanh chóng lấy được lòng tin và sự tôn trọng của tất cả mọi người. Không những chỉ người trong làng, mà danh tiếng của anh nổi xa. Lâu lâu người ta lại thấy mấy chiếc xe hơi của người từ tận thành phố về để nhờ việc. Ai tiếp xúc với Hải cũng đều có một nhận xét: anh là một người rất hiền, hay cười, thân thiện với mọi người lắm. Và cuộc sống cá nhân của Hải cũng bình dị như con người của anh. Hải chuyển về làng An Sinh hơn được 1 năm thì anh lấy Tuyết. Cô này nhỏ hơn anh 5 tuổi. Cô vốn là trẻ mồ côi, sống nhờ một người nhà bà con trong làng. Tuyết từng bị vong âm theo, nên người bà con đưa cô đến nhờ Hải giúp. Sau khi đuổi vong đi thì hai người tự nhiên cũng có tình cảm với nhau từ đó. Khác với vẻ hiền lành ít nói của Hải thì Tuyết là một cô gái năng động, rất dễ bắt chuyện. Nhiều khi chỉ mới gặp một lần đầu thì Tuyết đã có thể nói chuyện một cách dễ dàng với họ rồi. Đám cưới diễn ra cũng hết sức giản dị, với sự chứng kiến của bà con trong làng. Ai nấy đều cảm thấy mừng cho cả hai người. Trước khi cưới nhau thì Tuyết làm công nhân may cho một tiệm may ở trên thị xã. Nhưng từ khi lấy Hải, cô không đi làm nữa mà ở nhà phụ chồng. Bởi ngoài việc làm thầy pháp, Hải còn biết chút kiến thức về đông y, nên Tuyết ở nhà thường đi lên núi hái thuốc rồi đem về phơi. Cô cũng kiêm việc tư vấn và nói chuyện với khách hàng của chồng. Căn nhà nhỏ của hai vợ chồng chỉ có vỏn vẹn 2 gian. Một gian là khu bàn thờ và nơi làm lễ cúng bái của Hải. Gian thứ hai kê vừa vặn 2 chiếc giường dùng để phục vụ cho người bệnh. Còn hai vợ chồng anh thì ở trong một cái buồng nhỏ ở đằng sau. Tuy cuộc sống không mấy khá giả, nhưng cả hai đều hài lòng và yêu thương nhau lắm. Hai vợ chồng lấy nhau đến bây giờ thì cũng gần 3 năm rồi, nhưng vẫn chưa có con. Đó cũng là mơ ước của cả hai. Nhưng đã thử qua nhiều cách mà không có kết quả. Anh Hải hay nói đùa khi ai hỏi đến chuyện con cái: trời thương ấy thì trời cho,
Mà chưa cho thì tôi phải làm nhiều việc thiện, cứu giúp người. Vậy thì trời mới thương được các bác à. Sáng hôm nay như thường ngày, Tuyết xách cái giỏ đan bằng tre đeo lên vai rồi đi vào trong núi hái thuốc. Dạo này đang có dịch sốt xuất huyết nên cô phải đi hái thêm cỏ nhỏ nồi. Đến trưa, cái gùi của Tuyết đã gần đầy. Cô ngồi ngay bên bờ suối để nghỉ mệt. Hôm nào đi hái thuốc thì Hải sẽ ở nhà nấu cơm. Hôm nay nhà có người đến trị bệnh nên từ sáng sớm Hải đã phải xem bệnh rồi trị cho người ta. Đã sắp tới giờ trưa, có lẽ cũng nên về ngay mới kịp cơm nước cho chồng. Tuyết thở hắt ra một hơi rồi đứng dậy. Bỗng nhiên khi đó cô cảm thấy đầu mình đau nhức dữ dội. Tuyết ngồi sụp xuống tảng đá dưới chân. Cô đưa hai tay xoa xoa hai bên ứng đường, khuôn mặt nhăn nhó khổ sở. Đau quá. Ây da. Nhưng có vẻ như cơn đau không ngừng lại ở đó. Tuyết ngày càng cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Cô ngồi bệt xuống tảng đá. Bỗng cô thấy có gì đó ở mũi. Cô đưa tay lên quẹt ngang rồi cúi xuống nhìn. Cơn đau làm cho hai mắt Tuyết mờ đi. Cô chỉ lờ mờ trông thấy bàn tay của mình, thứ nước mà cô vừa quẹt qua có màu đỏ, là máu. Chợt hai mắt cô tối sầm lại. Một giờ chiều, Hải vừa cho người bệnh kia uống thuốc xong. Anh ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường rồi nhíu mày. Trong lòng chợt cảm thấy lo lắng. Muộn thế này rồi sao Tuyết vẫn chưa về? Nghĩ rồi anh móc điện thoại gọi cho vợ. Điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Sốt ruột, anh quay sang nói với người bệnh đang nằm trên giường. Chị ba, chị chịu khó nằm nghỉ một lát cho khỏe. Tôi đi tìm Tuyết rồi về ngay. Không biết sao mà gọi cô ấy không được. Người phụ nữ đang nằm trên giường gật đầu lia lịa. Ờ được được, thầy từ cái đi đi, để tôi ở nhà trong nhà cho. Hải bước ra ngoài, leo lên chiếc xe Honda cũ kỹ của mình, rồi đi tìm vợ. Tới bìa rừng, Hải ngừng xe, rồi dựng ở một gốc cây gần đó, khóa xe cẩn thận, rồi chạy vào trong rừng. Không hiểu có chuyện gì hay không mà ruột gan anh nóng như lửa đốt. Hải vừa chạy vừa gọi tên vợ. Tuyết, Tuyết ơi, em ở đâu? Nhưng không có ai trả lời anh. Tìm kiếm khoảng 20 phút thì anh đã đi đến được cái con suối. Và khỏi phải nói, anh đã hoảng hốt như thế nào khi trông thấy Tuyết đang nằm ngất trên tảng đá bên cạnh suối. Trời ơi, Tuyết, Tuyết ơi! Anh gào lên rồi chạy đến bên vợ. Lúc này Tuyết đã bất tỉnh, không hề hay biết. Máu vương vãi trên mũi, miệng của cô, làm anh Hải càng sợ hãi hơn nữa. Anh đưa tay lay Tuyết dậy. Tuyết ơi, Tuyết! Nhưng không có phản ứng gì từ vợ. Anh đưa bàn tay run run bắt mạch cho cô. Thoáng một chút thở phào, Tuyết vẫn còn thở, nhưng mạch đập có vẻ yếu. Anh vội vã bế Tuyết dậy, chạy thẳng ra ngoài rừng rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy biết chút y thuật, nhưng sau khi kiểm tra sơ qua trên người Tuyết không có vết thương, nên anh biết tình trạng như vậy thì anh không có khả năng trị. Cộng với tình thế đang nguy cấp thì Hải chọn bệnh viện, ở đó có những bác sĩ chuyên môn cao hơn anh. Sau gần 3 giờ đồng hồ chờ đợi thì cánh cửa phòng cấp cứu mới được mở ra. Một vị bác sĩ đã đứng tuổi đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói: Ai là người nhà của chị Nguyễn Thị Tuyết? Tôi là bác sĩ. Vợ tôi cô ấy thế nào ạ? Vị bác sĩ đưa tay lên chỉnh gọng kính của mình rồi nhíu mày, tỏ vẻ đăm chiêu. Ông ta nói: Hiện chưa có kết quả chính xác, nhưng qua kiểm tra sơ bộ có vẻ như vợ anh có vấn đề trong não rồi, và rất có thể có một khối u trong đó. Nghe tin như sét đánh ngang tai, anh Hải nhướng to cặp mắt của mình lên rồi nói: Bác sĩ, có thật vậy không? Tại sao có thể như thế được? Liệu có nhầm lẫn gì không ạ? Anh cứ bình tĩnh đi. Hiện cô ấy đang được chuyển đến phòng chụp phim,
Lát nữa sẽ có kết quả chính thức thôi. Lúc ấy thì ta có thể biết được cô ấy gặp vấn đề gì. Nói xong thì vị bác sĩ bỏ đi. Anh Hải tiếp tục chờ đợi. Hơn một giờ sau thì anh được gọi vào trong. Vẫn là vị bác sĩ kia, nhưng giờ đây gương mặt của ông không còn bình tĩnh điềm đạm như ban nãy. Thay vào đó là một đường nét nghiêm trọng. Vừa thấy Hải, ông ta đưa cho anh mấy tấm ảnh chụp phim rồi nói: "Đúng như tôi dự đoán, cô ấy đang có một khối u trong não." "Trời ơi!" Anh Hải thốt lên rồi nhìn vào tấm ảnh chụp não bộ của Tuyết. Vị bác sĩ chỉ vào một khối tròn đen trong ảnh rồi nói đều đều như cái máy phát: "Đây, như anh thấy đây, đây là khối u của vợ anh. Nó không phải u lành tính và cũng nằm ở vị trí rất khó để phẫu thuật. Nó nằm xen kẽ giữa các dây thần kinh." Hải ngây người ra mất một lúc lâu rồi ngơ ngác nhìn bác sĩ. "Có cách nào không bác sĩ?" "Giờ chỉ dùng phương pháp xạ trị thử xem thế nào thôi. Nhưng tôi nói trước, nó chỉ là biện pháp hỗ trợ mà thôi. Chú không cam đoan sẽ có kết quả. Còn phụ thuộc vào sức khỏe của vợ anh nữa. Khối u này khó phát hiện." Hải chào bác sĩ rồi bước trở về phòng. Anh lững thững đi giữa hành lang bệnh viện như một bóng ma, không hề có cảm xúc. Lúc này Tuyết đã tỉnh lại nên được chuyển về phòng bệnh thường. Trông thấy chồng, Tuyết reo lên: Anh Hải!" Hải vẫn chưa muốn tiết lộ về tình hình bệnh của Tuyết nên anh ra vẻ bình thường. Anh tươi cười đưa tay xoa đầu vợ: "Anh đây nè." "Em chỉ nhớ được là em đang đi hái thuốc thì thấy đau đầu lắm. Rồi tự nhiên thấy đầu mình đau nhức dữ dội. Hình như em bị chảy máu mũi nữa. Em bị gì anh?" Hải chần chừ một lúc rồi mỉm cười: "Không có gì đâu em. Bác sĩ bảo em bị lao lực, suy nhược cơ thể thôi hả?" Ngồi nói chuyện với vợ thêm một chút, Hải dường như không chịu nổi nữa. Anh bỏ vào trong nhà vệ sinh rồi khóc nức nở. Không thể ngờ vợ chồng anh mới hạnh phúc chưa được bao lâu, còn biết bao nhiêu dự định. Vậy mà giờ đây Tuyết lại mang trong mình khối u quái ác. Ông trời đang trêu anh đấy ư? Sau đó, anh Hải mang mấy tấm ảnh chụp phim của vợ mình gửi đi khắp các bệnh viện. Nhưng ở đâu cũng cùng một câu trả lời. Bất lực, anh đành đưa vợ về nhà. Và đến khi tình hình ngày một tệ hơn, Tuyết không ăn uống được gì, thậm chí cô còn thường xuyên bị ói ra máu. Và những cơn đau đầu ập đến ngày càng nhiều. Hải lúc này không thể nào nói dối nữa, anh đành nói hết ra cho vợ nghe. Tuyết nghe xong cũng không bất ngờ lắm, bởi hơn ai hết, cô là người hiểu rõ cơ thể mình đã suy yếu ra sao. Thương chồng, nghĩ đến cảnh hai người sau này âm dương cách biệt, nên Tuyết lúc nào cũng khóc. Người trong làng biết được hoàn cảnh nên thường xuyên đến động viên tinh thần của hai vợ chồng. Ngoài việc uống thuốc tây theo liệu trình mà bác sĩ đưa cho anh, Hải còn tiến hành chăm cứu cho cô. Nhưng tất cả đều không có tác dụng. Chỉ hơn một tháng ngắn ngủi trôi qua, nhưng Tuyết giờ đây gầy trơ xương, gương mặt hốc hác không có chút sinh khí. Hải đã dùng hết số tiền tiết kiệm mấy năm qua để chạy chữa cho vợ. Anh ý thức được một ngày nào đó có thể sẽ rất nhanh Tuyết rời bỏ thế gian này thôi. Nhiều khi trông thấy vợ đau đớn nằm trên giường bệnh, anh như đứt từng đoạn ruột. Đêm nay sau một cơn đau đầu kéo dài từ chiều thì Tuyết có vẻ yếu lắm rồi. Cho vợ uống thuốc xong, đợi cho Tuyết ngủ, anh Hải mới bước ra ngoài sân ngồi cho nó thoáng. Không biết đã bao nhiêu đêm rồi anh vẫn thẫn thờ như thế này cho đến tận sáng. Anh nghĩ lại hết cuộc đời mình rồi tự nhủ: "Cả đời thằng Hải này không bao giờ làm hại bất kỳ ai. Tại sao ông trời lại cho con đau khổ như vậy? Vợ con cũng là một cô gái hiền lành, số vận trớ trêu khi là trẻ mồ côi. Thật sự trên đời này không còn công lý phải không?" Than thở xong,
Anh thở dài từng hơi. Đột nhiên trong đầu anh nảy ra một ý nghĩ. Anh lục lại trong trí nhớ của mình. 20 năm trước, anh Hải khi ấy chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi. Anh theo học đạo pháp và y thuật từ một ông thầy pháp tinh minh trên núi Cấm, Thất Sơn ở tận An Giang. Sự việc diễn ra vào một đêm mưa to gió lớn. Đang nằm ngủ trên giường thì Hải nghe tiếng đập cửa. Ông Minh vừa mở cửa đi ra, một người đàn ông xông vào rồi quỳ mọp dưới đất. Thầy Minh ơi, xin hãy cứu vợ con, thầy Minh ơi. Lúc này mới để ý, bên ngoài cửa còn có hai người, và họ đang khiêng một người phụ nữ nằm trên cán. Ông Minh thấy thế vội nói: Đâu, bị gì đây? Đưa vô trong đây đi, nhanh lên. Người phụ nữ được đưa vào trong nhà, da dẻ và khuôn mặt của bà ta đã trắng bệch. Hỏi ra thì mới biết được bà ấy bị bệnh hiểm nghèo, sau một thời gian điều trị không khỏi. Đêm nay bà ấy lên cơn rồi tắt thở. Nghe tiếng thầy Minh trên núi Cấm có tài hồi sinh người chết, nên chồng bà vội vàng đưa thi thể bà đi ngay trong đêm. Thầy Minh sau một hồi kiểm tra thì đứng dậy. Lúc này Hải cũng đã tỉnh. Anh đứng bên góc nhà quan sát. Ông thầy Minh bảo mọi người đi ra ngoài đợi. Tiếp đến ông ra hiệu cho Hải mở tủ lấy túi đồ nghề của ông. Thật ra lúc đầu khi vừa nghe đến thuật hồi sinh người chết thì Hải không tin đâu. Bởi từ khi theo thầy đến giờ, chưa bao giờ Hải được chứng kiến hoặc thậm chí là nghe ông nhắc đến nó. Nhưng sau khi được ông Minh ra lệnh để lấy túi đồ nghề, Hải mới biết được thầy Minh của anh biết thuật hồi sinh, và chí ít ông biết cách để làm nó. Thầy Minh tiến lại gần cái xác chết. Ông lấy một cái chén, trích máu từ ngón tay của người đàn bà. Những giọt máu đỏ bầm nhỏ lộp bộp xuống chén. Lấy máu xong, thầy Minh bày ra một bàn lễ. Ông lấy bút lông thấm dung dịch được pha từ máu của người đàn bà kia và mực tàu. Những lá bùa được ông vẽ rồi xếp ngay ngắn trên bàn. Hải không hiểu những ký tự kia là gì, và cậu cũng không có cơ hội tìm hiểu. Khi trông thầy Minh có vẻ chăm chú làm phép nên Hải không dám làm phiền. Tiếp đến, thầy Minh lấy ra một lá bùa, bước đến bên cái xác của người đàn bà rồi dán lên trán bà ta. Ông đưa ngón tay cái của mình ấn lên lá bùa rồi lăm răm đọc chú. Ông đọc lâu lắm, và bài chú này khác lạ hoàn toàn so với những gì Hải được học qua. Có vẻ đây là một phép thuật bí truyền của thầy. Sau hơn một giờ đồng hồ niệm chú, thầy Minh thở dốc. Ông thều thào nói Hải mở cửa ra. Cánh cửa vừa mở, mấy người bên ngoài vội lao vào trong. Người đàn ông lúc nãy lo lắng hỏi: Thầy ơi, sao rồi thầy? Ông thầy Minh đưa tay lên bóp trán rồi nói: Tạm thời giữ được hồn của bà ấy ở lại rồi, nhưng mà chưa xong đâu, còn một bước quan trọng nữa. Có thành công không thầy? Chưa biết được, ông cũng không nên hy vọng quá. Chuẩn bị tinh thần trước thì vẫn hơn. Nói xong, thầy Minh bảo Hải đi chuẩn bị chỗ nghỉ cho mấy người kia. Còn cái xác thì được giữ trong phòng thờ. Cả đêm đó, Hải liên tục nghe thấy tiếng thầy Minh rì rầm đọc chú bên trong phòng thờ. Vẫn là cái bài chú lạ kỳ kia. Cả đêm đó, Hải cũng không ngủ được. Dường như anh cảm nhận có thứ gì đó xuất hiện trong nhà, nhưng chỉ là cảm giác thôi. Đến sáng ra, thầy Minh đi ra ngoài sớm. Trước khi đi, ông đóng chặt cửa lại rồi dặn Hải không được cho ai vào trong. Đến trưa ông về, trên tay cầm một bụi cỏ trông rất lạ. Hải chưa kịp nói, thầy Minh vội mở cửa bước vào trong. Tiếng chuông leng keng, tiếng niệm chú lại tiếp tục vang lên. Người nhà của người đàn bà rất là sốt ruột. Đến sẩm tối thì tiếng mở cửa vang lên. Và thật bất ngờ, Hải trố mắt kinh ngạc khi thầy Minh bước ra, và ông không bước ra một mình. Khi đi, ngay sau lưng ông là người đàn bà kia. Đúng là bà ta.
Nhưng bây giờ bà không còn là một cái xác chết cứng đờ trắng bệch như đêm qua nữa, mà da dẻ bây giờ trông hồng hào lên. Người chồng trông thấy vội chạy ào đến ôm chầm lấy vợ mình. Trời ơi, trời ơi. Ông như á khẩu, còn người đàn bà có vẻ không tỏ ra vui mừng. Chưa kịp thắc mắc, thầy Minh nói vào. Bà ấy đã sống dậy, nhưng tạm thời trí nhớ chưa phục hồi. Ông phải đợi thêm một thời gian đi, bà ấy mới bình phục hoàn toàn được. Nhưng cấm kỵ trong thời gian này, không được để bà ấy đụng vào máu tươi hay là đồ có chất tanh, nếu không thì sẽ vô tác dụng. Dạ vâng, con biết rồi thưa thầy. Tiếp đến, thầy Minh đưa ra một vật từ sau lưng. Hãy nhận ra cái bụi cỏ mà ông cầm về lúc nãy, bây giờ nó đã được trồng vào một cái tiểu sành. Ông đem cái cây này về làm một cái bàn thờ rồi đặt nó lên, thường xuyên thắp nhang, mỗi ngày đặt một quả trứng gà vào gốc cây cho nó, và tuyệt đối không được cho nó dính vào máu tươi, nếu không thì hậu quả sẽ khó mà lường được đó. Người kia gật đầu, bưng lấy chậu cây nhỏ một cách cẩn thận. Mọi người ra về, nhưng Hải vẫn đứng như trời trồng ngay giữa sân. Sự việc vừa diễn ra là chuyện mà Hải không lường trước được. Thầy Minh cũng trông thấy biểu hiện trên gương mặt của cậu học trò. Ông nhíu mày. Hải, vô đây. Nói xong, ông quay vô trong bàn thờ. Hải nghe tiếng gọi, vội chạy vào trong. Vào đến nơi đã thấy thầy Minh ngồi trên ghế. Trong phòng bây giờ nồng một mùi tanh đến lợm giọng. Hải đưa tay bịt mũi rồi nói. Sư phụ kêu con. Thầy Minh gật gù. Ông đưa tay chỉ chiếc ghế bên cạnh rồi nói. Con ngồi xuống đây đi. Đợi Hải ngồi xuống, thầy Minh tiếp tục hỏi. Con thấy chuyện vừa rồi thế nào? Hải trầm ngâm, cậu lắc đầu. Dạ con không biết. Rõ ràng bà kia chết từ tối qua rồi mà thầy. Tại sao lại... Thầy Minh gật đầu rồi nói. Đúng, bà ấy đã chết. Vậy sao lúc nãy bà ấy sống lại thật hả sư phụ? Thầy Minh tiếp tục gật đầu. Hải nói theo. Pháp thuật của sư phụ cao thâm quá. Con mong sau này sẽ được như sư phụ để giúp đỡ cho người ta. Nhưng vừa dứt câu, thầy Minh bỗng thay đổi sắc mặt. Ông đăm chiêu nói. Hải, ta nói cho con biết chuyện này. Phép này rất tiếc ta không thể truyền dạy cho con được. Tại sao vậy sư phụ? Bởi để thực hiện phép này không hề đơn giản một chút nào. Con có căn cơ thôi là chưa đủ, cần phải có đạo pháp đủ sâu rộng. Với lại nó dễ phản tác dụng, nên ta không mong con học nó, bởi hậu quả... Nói đến đây, thầy Minh ngừng lại. Hải tò mò tiếp tục hỏi. Hậu quả thế nào hả sư phụ? Trước hết là người làm phép sẽ bị giảm một ít tuổi thọ và đạo hạnh của mình vì dám cãi lên mệnh trời. Người vừa rồi vốn ngày xưa ta mang ơn cứu mạng từ họ, nên mới phải trả ơn bằng cách này, chứ không thì cũng không bao giờ thực hiện tùy tiện đâu. Nói xong, thầy Minh im lặng không nói gì thêm. Hải thấy thế cũng biết điều, không hỏi nữa. Đêm nay, không hiểu vì sao anh Hải lại nhớ về chuyện ấy. Mọi thứ như hiện ra rất rõ ràng trong đầu anh. Anh Hải cho rằng đó không chỉ là ngẫu nhiên. Anh tin vào định mệnh và sự sắp đặt của số phận. Trời cho anh nhớ lại, không phải là muốn đưa lối chỉ đường cho anh hay sao? Nhưng anh Hải lại lắc đầu. Bởi cho đến khi được sư phụ giao nhiệm vụ đi về vùng đất này rồi định cư ở đây, thì anh không bao giờ được thầy Minh chỉ dạy cho cái phép ấy, cũng không bao giờ thấy lại được thầy Minh thực hiện hồi sinh cho bất kỳ ai.
Anh nghĩ rằng thật ra nó không phải là không dạy được. Nhưng như người ta hay nói, không ai truyền thụ hết tất cả những gì của mình cho người khác. Và phép hồi sinh này có lẽ là thứ ấy. Ông thầy Minh muốn giữ nó cho riêng mình. Đúng rồi. Nghĩ một lúc, anh Hải reo lên. Bởi anh nhớ tiếp một chuyện nữa. Đó là thầy Minh sư phụ của anh có một cuốn sổ ghi chép. Nó vừa là nhật ký, vừa là nơi ông ghi chép những phép thuật của mình. Ông không nói, nhưng khi còn ở trên núi cấm, anh Hải từng có lần vô tình trông thấy cuốn sổ đó. Và anh còn biết được nó cất ở đâu. Tiếng động vang lên bên trong nhà làm cho anh giật mình. Anh vội chạy vào trong. Vừa bước vào, anh trông thấy Tuyết. Cô đang ôm đầu trong đau đớn. Dưới đất, chén thuốc anh Hải vừa sắc lúc nãy đã vỡ tan tành. Anh vội chạy đến ôm chầm lấy vợ, rồi nói: Tuyết à, Tuyết, em làm sao thế? Tuyết không trả lời. Cô chỉ biết ôm đầu rồi khóc trong đau đớn. Trông thấy tình trạng của cô, anh không biết làm gì ngoài việc ôm chầm lấy vợ rồi khóc òa lên. Mấy ngày sau, sức khỏe của vợ anh ngày càng yếu đi rõ rệt. Thậm chí cô không ngồi dậy được. Trông thấy từng hơi thở yếu ớt của Tuyết, anh không khỏi chạnh lòng. Nhưng rồi đó cũng chính là động lực, động lực để anh có thể tìm đường sống cho vợ mình. Ngày đêm đó, anh Hải nhờ người bà con của Tuyết chăm nom cô giùm. Sau khi sắp xếp mọi thứ, anh Hải bước ra ngoài leo lên xe rồi đi mất hút. Sáng hôm sau, anh Hải cuối cùng cũng đến được chân núi cấm. Mới đi mấy năm nhưng nơi đây thay đổi rõ rệt. Dân cư đã đông đúc hơn nhiều. Thậm chí cái rừng cây rậm rạp khi xưa bây giờ đã thưa đi nhiều và bớt đi phần âm u linh dị. Bởi sự thay đổi ấy nên Hải có phần khó khăn trong việc tìm đường lên núi. Nhưng sau khi đi được chừng một giờ đồng hồ, anh mới bắt đầu thấy đoạn đường phía trước trở nên quen thuộc. Rõ ràng sự phát triển của xã hội còn chưa lan đến trên này. Anh dựng xe lại chỗ nhà một người dân gần đó, rồi đi bộ lên núi. Bởi đoạn phía trên này anh Hải vẫn còn nhớ đường, nên không mất nhiều thời gian, anh có thể tìm được đến chiếc am nhỏ nơi thầy mình sinh sống. Vẫn như ngày nào, cái am nằm lọt thỏm trong một vách núi treo leo. Anh Hải tiến tới từng bước, gọi với vào: sư phụ ơi! Bên trong không có ai đáp lại. Anh tiếp tục gọi: sư phụ ơi, sư phụ! Lần này thì khác, anh nhanh chóng nghe được tiếng động bên trong. Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, ẩn hiện một bóng người. Đó không ai khác, chính là thầy Minh. Ông có vẻ đã già hơn so với 5 năm trước rất nhiều. Tóc đã bạc hết, nhưng đôi mắt ông vẫn còn tinh anh. Trông thấy Hải, thầy Minh tỏ ra bất ngờ. Trời đất, thằng Hải phải không? Dạ, con đây nè, con về thăm sư phụ đây. Anh đưa tay đẩy cánh cổng bước vào trong sân. Thầy Minh tỏ vẻ mừng rỡ, ông niềm nở. Dạo này trông con gầy đi nhiều đó, công chuyện ở dưới đó thế nào rồi? Anh Hải đặt túi xách lên ghế rồi trả lời. Dạ cũng bình thường, lần này có dịp ghé ngang qua đây nên con tạt qua thăm sư phụ luôn. Thầy Minh gật gù. Hai người sau một hồi nói chuyện thì trời đã quá trưa. Thầy Minh bày cơm ra, hai thầy trò cùng nhau ăn. Quá trưa, thầy Minh vác chiếc cùi đeo lên lưng rồi nói: con ở nhà chơi đi, tối tao về rồi hai thầy trò mình lại trai chút đến hẹn. Anh Hải gật đầu. Đúng là thói quen sinh hoạt suốt 5 năm qua của thầy không hề thay đổi. Cứ đầu giờ chiều là ông lại vào rừng để tìm thuốc. Hải chỉ chờ có thế. Thầy Minh vừa đi khỏi,
thì anh chạy vội vào cái hộc tủ trong buồng. Quả đúng như dự đoán, trong hộc tủ là một cuốn sổ dày cộm. Anh Hải đưa tay lật nó ra, rồi ngừng lại ở một trang. Một dòng chữ được tô đậm hiện ra: thuật hồi sinh. Anh thở phào rồi thì thầm: tìm thấy rồi, thấy rồi. Anh chăm chú đọc trang sách ghi chép. Bên trong đúng là giống như những gì mà anh Hải trông thấy thầy Minh thực hiện vào 20 năm trước. Kèm theo những ghi chép về bài chú, còn có một bức vẽ loài cỏ mà thầy Minh cầm trên tay khi xưa. Anh vội móc điện thoại ra chụp hình lại trang sách. Xong rồi anh cất lại nó vào chỗ cũ một cách cẩn thận. Có được thứ mình muốn một cách dễ dàng, Hãy tiết kiệm thời gian, anh quyết định không nán lại lâu thêm. Anh lấy một tờ giấy, ghi vội vài dòng chữ, với nội dung rằng anh có việc gấp. Giải quyết xong, anh sẽ lên thăm lại thầy. Viết xong, anh Hải kẹp tờ giấy trên bàn, rồi bước ra ngoài. Vốn trong trang giấy có chỉ chỗ mọc của loại cỏ kia, nên anh Hải cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy nó. Anh lấy ra một cái túi, rồi biến nó thành một cái chậu cây bất đắc dĩ. Xong xuôi cũng đã gần chiều tối, anh lập tức chạy thẳng về làng An Sinh. Về đến nơi, người bà con kia đã vội hớt Hải chạy ra. Hải ơi, Hải, Hải ơi Hải. Anh dừng xe ngước mắt hỏi: chuyện gì thế cô Hai? Cô Hai rơi nước mắt, buồn rầu nói: Con Tuyết nó yếu lắm rồi Hải ơi. Coi bộ nó không có qua khỏi đêm nay đó. Anh Hải nghe xong thì bình tĩnh nói: con cảm ơn cô. Cô cứ về nghỉ đi, để con riêng tư với vợ con một lát. Lát có việc gì thì con qua kêu cô. Cô Hai thoáng ái ngại rồi cũng đi về. Bà cô vừa đi khỏi, Hải lao ngay vào trong nhà. Lúc này Tuyết đang nằm trên giường, hai mắt cô nhắm nghiền, thở từng hơi nặng nhọc. Tuyết ơi, Tuyết, anh về rồi đây nè. Nghe tiếng chồng gọi, Tuyết từ từ mở mắt ra rồi thều thào: Anh Hải. Nhưng rồi hơi thở của cô yếu dần đi. Điều gì đến cũng phải đến. Tuyết trút hơi thở ngày đêm đó. Nhưng có vẻ như đã trong dự tính của mình, nên Hải không thấy tuyệt vọng. Anh ôm chầm lấy thân thể của Tuyết rồi khóc rấm rứt mà thôi. Lát sau thì anh đứng dậy, đưa mắt nhìn cô Hai. Cô Hai, cô Hai cứ về nhà đi, để con ở với vợ con một chút. Đến bây giờ bà Hai vẫn chưa biết rằng Tuyết đã chết. Bà chỉ nghĩ Hải muốn được không gian riêng tư cùng vợ mình ở những giây phút cuối đời thôi. Sau khi bà Hai đi khỏi, Hải bật đứng thẳng dậy. Anh bắt đầu lấy điện thoại ra, mở hình ảnh chụp lại của trang sách đã ghi chép. Mọi thứ được anh thực hiện đúng theo trong ấy, cũng trích máu từ tay của Tuyết, mài mực rồi trộn vào. Hình vẽ trên lá bùa cũng có sẵn, anh Hải chỉ việc vẽ theo thôi. Tiếp đến, bài thần chú để làm lễ được anh đọc lên. Tưởng đâu khó lắm, nhưng khi thử thì thật ra nó rất dễ nhớ. Hãy lấy ngón tay cái của mình ấn lên lá bùa trên trán Tuyết, rồi bắt đầu nhắm mắt đọc chú. Thời gian bắt đầu trôi qua, Hãy không biết mình đã đọc bao lâu. Lát sau, đột nhiên anh cảm thấy ngón tay của mình như có một dòng điện chạy qua. Và trong trang sách kia có ghi: cho đến khi thấy ngón tay của mình có cảm giác ấy thì tức là đã hoàn thành xong bước đầu. Anh Hải vội mở mắt rồi rút tay. Xác Tuyết bây giờ đã bắt đầu cứng, chứ không còn mềm và ấm như trước nữa. Hải đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của vợ mình, rồi thì thầm: Tuyết à, em yên tâm đi, anh sẽ đưa em về, anh sẽ đưa em trở lại. Nói rồi anh đứng dậy thực hiện bước tiếp theo. Hải tiến tới cái túi đựng cây cỏ
mà anh hái được trên núi Cấm. Anh trồng nó vào một cái chậu nhỏ. Cái bụi cỏ có vẻ không được tươi, những cành lá của nó đã héo rũ. Sực nhớ đến một dòng chữ ghi trong trang sách: hãy chạy ngay vào bếp lấy một cái trứng gà sống ra, anh đập rồi đổ vào gốc cây. Thật kỳ diệu, chỉ vừa mới lúc trước trông nó còn héo rũ, thì bây giờ sau khi được tưới bằng trứng gà thì bụi cỏ đã trở nên tươi tốt, những cành lá của nó xanh rì. Hãy gật đầu ra vẻ hài lòng. Anh làm theo lời ghi chép, đem hỗn hợp mực và máu của Tuyết còn dư lại lúc nãy đổ vào chậu cây. Tiếp đến, anh lại đọc chú. Nhưng bây giờ không phải là với xác của Tuyết nữa, mà là với chậu cây kia. Lát sau, Hải cũng ngừng việc đọc chú của mình lại khi nhận thấy hai đầu ngón tay của mình như bị điện giật. Và bước cuối cùng cũng đã làm xong. Việc còn lại được ghi trong trang sách chỉ là ngồi chờ đợi thôi. Anh tiến tới bên xác vợ, ngồi sụp xuống, đưa tay nắm lấy tay cô. Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, trời cũng đã gần sáng. Tiếng gà gáy thậm chí còn văng vẳng. Nhưng giờ đây vẫn chưa có biến chuyển. Tuyết vẫn nằm yên đó không thở, người mỗi lúc một lạnh đi. Lo lắng, anh móc điện thoại ra rồi đọc kỹ lại những gì ghi bên trong. Rõ ràng là mình thực hiện đúng theo rồi mà. Tại sao lại không có gì xảy ra cả? Tại sao? Hải nói đến đây rồi khựng lại, bởi anh vừa trông thấy thứ gì đó. Anh vội lia mắt nhìn sang. Lá bùa trên trán kéo dài đến cằm của Tuyết chốc chốc lại rung lên. Trong nhà đã đóng kín cửa, không thể có một cơn gió nào lọt qua được. Vậy thì... Anh trợn tròn mắt lên. Lá bùa bắt đầu rung mạnh hơn. Bây giờ anh Hải nhận ra, thứ tác động đến lá bùa làm cho nó rung lên chính là hơi thở từ mũi của Tuyết. Một tiếng hét vang lên chói tai, và tất nhiên nó không phải đến từ Hải. Là Tuyết, cô hét lên xong thì ngồi bật dậy. Tuy đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi được chứng kiến tận mắt thì Hải giật mình thụt lùi lại đằng sau. Tuyết lúc này đang ngồi trên giường, hai mắt cô mở ra lừ đừ, trông có vẻ mệt mỏi. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Hải chống tay đứng dậy rồi từ từ tiến lại chỗ vợ mình. Tuyết vẫn không có phản ứng gì. Anh đưa tay run run đặt lên vai cô. Tuyết ơi. Lúc này thì giống như người đàn bà khi xưa, Tuyết không hề có chút phản ứng. Nhưng hơi thở của cô đã đều, cơ thể bắt đầu ấm lên. Anh Hải bước ra đứng ngay trước mặt cô, đưa tay xua xua trước mặt. Mắt của Tuyết có chút phản ứng. Cô đảo mắt rồi ấp úng. Tôi... Quá vui mừng khi nhận ra giọng của vợ mình, anh Hải hét lên vì sung sướng. Anh ôm chầm lấy vợ rồi òa khóc. Tuyết ơi, Tuyết, em về rồi, em về với anh rồi. Cái tình Tuyết bình phục khỏi căn bệnh quái ác nhanh chóng lan đi khắp làng An Sinh. Người trong làng đến thăm đông lắm. Có người thương hai vợ chồng nên biếu cho khá nhiều đồ ăn và tiền, nhưng anh Hải không nhận. Anh chỉ cảm ơn tấm lòng của mọi người thôi. Nhưng có một điều lạ là người ta ít khi thấy chị Tuyết xuất hiện vào ban ngày. Thường thì Tuyết sẽ đi hái thuốc hoặc đi chợ. Nhưng từ ngày khỏi bệnh, không ai trông thấy cô đi đâu ra ngoài nữa. Có người đến thăm thì cô chỉ gật đầu chào rồi thôi. Ai hỏi gì thì trả lời nấy, chứ không còn nói chuyện niềm nở như trước nữa. Ai cũng nghĩ là mới qua khỏi cơn bạo bệnh nên Tuyết vẫn còn chưa khỏe, và anh Hải thương vợ nên không cho cô đi ra ngoài làm gì. Anh Hải là người hiểu rõ chuyện này nhất, bởi trong trang sách kia, ngoài việc trí nhớ suy giảm thì còn có một tác dụng phụ khác, đó chính là người được hồi sinh sẽ sợ ánh nắng mặt trời. Nhưng tất cả những điều ấy
dường như không quan trọng. Bởi vợ của anh bây giờ đã sống lại, và thậm chí anh đưa vợ đi bệnh viện để kiểm tra, khối u lúc trước cũng tự tiêu biến mất. Cuộc sống dần trôi qua. Tuyết tuy đã sống dậy nhưng vẫn còn lơ ngơ, không được động đến máu và đồ tanh, nên hai vợ chồng ăn chay trường. Lâu lâu để tẩm bổ cho vợ, anh Hải mua thịt gà thịt vịt về, nhưng đã được nấu thật kỹ. Về phần bụi cây trong chậu, anh Hải vẫn ngày đêm làm theo đúng công thức mà anh đọc được. Và thật lạ kỳ, bụi cỏ kia trở nên xanh tốt hơn, chứ không hề phát triển lớn thêm chút nào. Mỗi ngày anh Hải đều đặn đập một quả trứng gà rồi đổ vào trong gốc cây. Mọi chuyện tưởng đâu sẽ cứ thế yên ổn, nhưng anh Hải không ngờ một mầm mống tai họa đang âm ỉ cháy trong cái lớp vỏ ngoài bình yên kia. Sáng nay, anh Hải đi vào rừng hái thuốc. Trong nhà chỉ có một mình Tuyết thôi. Anh Hải vừa đi được gần một giờ đồng hồ thì có tiếng đập cửa gấp gáp ở bên ngoài. Thầy Tư Hải! Thầy Tư Hải ơi! Tuyết đang nằm trong buồng. Cô giật mình nhổm dậy rồi bước ra. Ai đấy? Cứu với! Cứu chồng tôi với! Tuyết vừa mở cửa, một người đàn bà lao vào. Bà đang khoác vai dìu một người đàn ông. Trong sắc mặt ông ta nhợt nhạt, cặp môi đã trở nên tái mét. Tuyết nhíu mày hỏi, Chú bị gì vậy cô? Người đàn bà đặt chồng mình ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi nói, thì từ đâu rồi cô Tuyết? Chồng tôi bị rắn cắn. Lúc này Tuyết mới để ý, cô trông thấy dưới bắp chân của người đàn ông đang có hai cái lỗ nhỏ, máu từ trong ấy đang chảy ra. Trong sắc mặt và tình trạng của người đàn ông thì có lẽ độc đã lan đi không ít. Tuyết nói, cô đưa chú đi bệnh xá ngay đi, chờ anh Hải về thì chú chết mất. Trời ơi, không có được, không được đâu. Giờ mà chờ nữa thì chồng tôi chết mất. Cô Tuyết coi có cách gì không? Trạm xá hôm nay đóng cửa, giờ chạy lên bệnh viện trên huyện thì con không có kịp mất. Tuyết bối rối, cô cúi xuống nhìn vết thương. Rồi đột nhiên Tuyết cảm thấy trống ngực mình đập dồn dập, dây thần kinh như căng ra. Trong đầu cô bây giờ vang lên văng vẳng một câu nói rất lạ. Hút máu đi. Không biết đây là tiếng nói trong tiềm thức của cô hay chỉ là cô tưởng tượng. Không chần chừ, Tuyết đưa miệng vào vết cắn trên bắp chân của người đàn ông. Tuyết hút máu độc từ vết thương, nhưng cô hút xong thì không nhổ ra như những gì mà người điều trị rắn cắn làm thông thường. Tuyết càng lúc càng hút mạnh hơn, đến nỗi mắt người đàn ông kia như đờ đẫn đi. Hút được một lúc, Tuyết giật mình bật ngửa ra sau, rồi ho sặc sụa. Mặt người đàn ông kia nhanh chóng hồng hào trở lại, nhưng có vẻ mất quá nhiều máu nên ông ngất liệm đi. Vợ ông trông thấy thế tuy mừng rỡ, nhưng không hiểu sao bà thấy cái hành động hút máu kia của Tuyết có phần quái dị lắm. Bà vội vàng cảm ơn rồi dìu chồng về. Sau khi ho một tràng dài, Tuyết nhanh chóng cảm thấy đầu óc như mụ mị đi, trời đất như quay cuồng. Tiếng nói âm u kia lại vang lên trong đầu cô. Liếm sạch đi. Tuyết đưa mắt nhìn lên chỗ chiếc ghế, trên ấy còn một chút máu dính lên. Thế là như một kẻ nô lệ phục tùng mệnh lệnh. Tuyết lết tới, thè lưỡi liếm sạch chỗ máu kia. Càng liếm, cơn choáng váng trong người cô càng giảm đi.
đến khi đã liếm sạch sẽ. Tuyết đứng dậy chùi miệng rồi quay lại trong buồng. Trưa hôm ấy anh Hải trở về, hoàn toàn không hề hay biết gì về chuyện vừa xảy ra. Trưa nay trên đường về, anh ta qua mua một tô cháo gà thơm lựng cho Tuyết tẩm bổ. Vừa bưng tô cháo vào trong buồng thì anh giật mình khi trông thấy Tuyết không nằm ngủ như mọi hôm, mà cô đang ngồi trước gương chải tóc. Mái tóc của Tuyết hôm nay có phần đen nhánh và sun mượt hơn nhiều. Anh Hải nghĩ cô vừa gội đầu nên cũng không hỏi. Anh đặt tô cháo lên bàn, ôm chầm lấy vợ từ đằng sau. Hôm nay trông em xinh lắm. Tuyết không nói, chỉ cười khúc khích. Cô quay người ra sau nhìn Hải. Và quả thật, không chỉ có tóc, giờ đây anh Hải nhận ra da dẻ của vợ mình cũng trở nên mịn màng. Phải chăng đây là dấu hiệu của sự bình phục hoàn toàn? Chưa hết, khác với vẻ biếng ăn như mọi hôm, Tuyết ăn tô cháo gà kia chỉ trong tích tắc. Anh Hải trố mắt kinh ngạc trước sự tiến triển hết sức tích cực của vợ. Ăn xong, Tuyết thăn mệt rồi leo lên giường ngủ tiếp. Nhưng đối với anh Hải, bấy nhiêu đó đã là đủ mừng rồi. Anh đem cái tô ra ngoài. Đã đến giờ cho bụi cây kia ăn rồi. Anh Hải lấy một trứng gà, như thường lệ, đưa tay đập trứng rồi đổ vào gốc cây. Nhưng kỳ lạ thay, cái cây lần này không hấp thụ trứng vào gốc cây như mọi khi nữa. Anh Hải nhíu mày. Sao lại thế này? Anh đợi chừng 10 phút nhưng vẫn không có chút thay đổi. Lòng trắng của trứng thì thấm vào đất, nhưng còn lòng đỏ thì vẫn còn nguyên. Bây giờ anh Hải mới để ý, mấy cành lá của bụi cây đã trở nên héo mất một chút. Anh Hải lại lật tấm hình chụp trang sách hôm trước ra, nhưng không hề có chút ghi chú nào về việc này cả. 3 hôm trôi qua, cái bụi cây ngày càng héo rũ để thấy rõ. Tuy nhiên có một việc làm anh Hải an tâm phần nào, đó chính là Tuyết. Cô trở nên bình thường đến mức anh Hải ngỡ ngàng. Tuyết không còn sợ ánh sáng mặt trời nữa, thậm chí cô còn xách giỏ đi chợ. May mà anh Hải cản kịp, chứ nhỡ ra đó động đến thứ gì tanh hoặc máu thì hỏng việc. Tuyết không những có thể ra ngoài ban ngày, mà cô còn quạt bác nói chuyện rất nhiều với anh Hải và cả những người đến khám bệnh. Ai cũng bảo cô đã hoàn toàn bình phục rồi. Anh Hải cũng nghĩ như thế. Bụi cây kia thì ngày càng khô héo, xơ xác. Nó không chết, nhưng nó khô héo. Nó vẫn không hấp thụ trứng gà sống nữa. Tuy thắc mắc, nhưng anh Hải không biết cách nào để giải thích về việc này. Giờ mà nói với thầy Minh thì có khi còn bị ông khai trừ ra khỏi sư môn. Thôi, Tuyết khỏe mạnh là được. Chắc Tuyết bình phục hoàn toàn nên cái cây này đã hết nhiệm vụ rồi. Trông thấy Tuyết ngày ngày cười nói, hai vợ chồng lại vui vẻ như trước. Anh Hải không còn nghĩ được điều gì khác nữa. Sáng hôm ấy, trên đường đi ra chợ, anh Hải gặp một đám người đang đứng bên vệ đường, bù lại bàn tán chuyện gì đó. Trông thấy anh, đám người cũng kính cẩn gật đầu chào. Tò mò, anh Hải mới hỏi một người trong số đó. Chú Sáu, có việc gì đó chú? Người đàn ông trung niên tên Sáu gật gù trả lời. Có chuyện đó thầy Tư. Hai con gà chọi của thằng Chính, sáng nay đang yên đang lành, nó phát hiện ra một con thì bị trộm mất, còn một con thì nằm chết tại chỗ. Cái con bị chết, ngó nó cũng hơi lạ, không biết con gì nó cắn mà kỳ. Kỳ thế nào chú? Cổ nó bị bẻ quặp ra sau, một vết cắn lớn ngay cái cổ họng của nó. Nhưng với cái vết thương đó lại không có một chút máu me nào á, mới kỳ lạ đó chứ. Xác con gà khô rang như bị bỏ vào trong lò sấy. Thằng Chính vô nhìn thấy cảnh đó, nó bật ngửa ra xỉu. Hiện giờ đang nằm một đống ở trong nhà đi kìa.
Anh Hải nhíu mày, nhưng cũng nghĩ chắc do rắn rết nó cắn. Vả chăng cũng chỉ vài con gà, nên chẳng bận tâm. Hôm nay Tuyết vốn không sợ ánh nắng mặt trời, nên ở nhà tự nhận công việc phơi thuốc giúp cho chồng. Về đến nơi, trông thấy mấy cái nìa đựng đầy lá thuốc được đem phơi trước sân, anh Hải tươi cười hài lòng. Còn bất ngờ hơn, khi vào đến trong nhà, một mùi thơm xộc vào mũi. Chưa kịp phản ứng, Tuyết từ dưới bếp bưng lên một nồi gì đó nghi ngút khói. Trông thấy chồng, chị niềm nở. Anh đi chợ về rồi đó hả? Em. Anh Hải chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đưa mắt nhìn vào trong cái nồi. Nhận ra đây là một nồi canh gà nấu lá giang. Tuyết vội vàng nói. Lúc sáng hai cô bên xóm trên có đem gà ra chợ bán. Cổ đi ngang qua hỏi thăm em mấy câu. Nhìn con gà ngon quá mà cổ lại bán rẻ nữa, cho nên em mua rồi nấu nồi canh lá giang ăn cho mát nè. Dạo này trời nóng quá à. Anh Hải trợn tròn mắt lên. Không phải bất ngờ về việc nấu nướng của vợ, mà anh nghĩ đến nếu nấu con gà kia thì Tuyết chắc chắn đã động đến máu. Vậy thì... Tuyết, anh nói em không được động vào máu cơ mà. Tuyết tươi cười rồi lắc đầu. Em không sao đâu mà. Anh nhìn xem nè, em có bị làm sao đâu. Anh Hải đưa mắt nhìn vợ. Tiếp đến, anh đưa tay bắt mạch cho cô. Mọi thứ đều bình thường. Anh nhớ lại vào khi xưa, thầy mình chỉ dặn người kia lúc mới hồi sinh thôi. Nhưng giờ đây, Tuyết đã hoàn toàn bình phục. Vậy thì có lẽ điều cấm kỵ kia cũng đã hết hiệu lực như cái bụi cây. Bụi cây cũng đã khô héo hơn tuần nay rồi. Vậy Tuyết cũng đâu có bị gì đâu. Sau bữa trưa hôm ấy, anh Hải cẩn thận quan sát vợ mình. Nhưng Tuyết thậm chí còn bình thường hơn cả lúc cô chưa bệnh. Anh Hải không lo lắng nữa. Duy chỉ có một việc, Tuyết bắt đầu né tránh cái gian phòng thờ của anh. Mấy lần anh nhờ Tuyết vào trong lấy gì đó thì cô đều từ chối rồi kiếm cớ lảng đi chỗ khác. Thầy Tư ơi! Tiếng đập cửa và tiếng gọi làm anh Hải choàng tỉnh. Anh đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Tuyết vẫn ngủ ngon lành. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ thì mới hơn 4 giờ sáng. Một mùi hôi thối không biết từ đâu bốc lên, làm anh Hải nhăn mặt. Thầy Tư ơi! Tiếng gọi vẫn vang lên. Anh không quan tâm đến mùi hôi kia nữa, mà chạy ngay ra phía cửa. Cánh cửa vừa mở thì anh Hải nhận ra là ông Khánh, một người trong làng. Ông đi cùng vài người khác nữa, trông họ có vẻ hớt hải lắm. Chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra thì ông Khánh vội nói ngay. Thầy Tư, có chuyện rồi, có quỷ. Nghe hai chữ có quỷ, anh Hải giật mình. Anh ấp úng. Quỷ gì? Thầy Tư mau đi theo tôi đi, giờ đói ra thì dông dài lắm. Anh gật đầu, quay ra sau khóa cửa lại, rồi đi theo ông Khánh và mấy người kia. Họ dẫn anh đến một ngôi nhà nhỏ rồi dừng lại. Anh nhận ra đây chính là nhà bà Tính, một bà già neo đơn trong làng. Thoáng nhìn vào trong, anh Hải trông thấy bên trong nhà có khá đông người. Ông Khánh nói to. Thầy Tư tới rồi, né ra đi. Đám đông bên trong nghe thế thì vội tản ra, nhường chỗ cho anh Hải bước vào. Bước vào bên trong, anh Hải trông thấy bà Tính đang nằm trên giường. Xung quanh là mấy bà hàng xóm đang súng lại xoa dầu vào trán cho bà. Trông thấy anh, bà Tính như tìm thấy cứu tinh. Bà trợn mắt rồi vẫy tay. Thầy Tư ơi, thầy Tư. Anh Hải ngồi xuống giường bên cạnh bà, gật gù nói. Cô cứ bình tĩnh đi, có chuyện gì cứ nói, con giúp được cái gì thì con giúp. Bà Tính mới kể lại, lúc hơn 12 giờ đêm, khi bà đang ngủ,
nghe tiếng động lạ lắm. Tiếng động ấy phát ra ở cái chuồng bò đằng sau nhà bà. Lúc đầu thì bà không để ý, nhưng tiếng động kỳ lạ mỗi lúc vang lên to hơn. Con chó giữ nhà mà bà nuôi không hiểu vì sao sợ hãi chui tọt xuống dưới gầm giường nấp. Tiếng bò vang lên, bà tính lúc này mới lo lắng. Bà nhổm dậy mở cửa sau rồi bước ra. Vừa ra đến nơi thì ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn pin cho bà tính trông thấy. Trong chuồng bò, ngoài hai con bò và một con bê, thì còn có một bóng người nữa. Nghĩ là trộm nên bà tính la lên. Bớ người ta, trộm, bớ. Nhưng chỉ hét được nửa câu thì cổ họng bà như cứng lại. Bởi cái thứ có hình dạng con người, nhưng nó không phải là người. Theo như những gì mà bà thấy, nó có một đôi bàn tay với những ngón sắc nhọn, đầu tóc nó bù xù. Bà rọi thẳng chiếc đèn pin vào mặt nó thì chỉ thấy một màu đỏ như máu từ con bò bắn ra. Kinh dị hơn, nó lè lưỡi dài ngoằng của mình liếm hết máu trên miệng với vẻ thích thú sảng khoái. Nó còn đứng dơ mắt ra nhìn bà tính rồi cười lớn. Cười xong, nó nhúng một cái bay vượt qua cái hàng rào rồi biến mất. Bà tính chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất xỉu tại chỗ. Người ta nghe tiếng hét của bà, khi chạy sang thì thấy bà nằm đó. Họ đưa bà vô trong rồi thoa dầu. Đến hơn 3 giờ sáng thì bà mới tỉnh dậy. Nghe bà kể lại, ai nấy đều kinh hãi. Ông Khánh thấy thế thì nghĩ ngay đến anh Hải nên mới chạy đi gọi anh. Nghe xong, anh Hải đưa mắt nhìn bà tính. Anh vốn biết bà vốn không phải là người bịa chuyện. Cộng với sự hoang mang đang hiện diện trên gương mặt, những đợt da gà nổi đầy tay chân, thì anh Hải cho rằng những gì bà tính kể chính là thứ bà đã nhìn thấy. Nhưng cũng không tránh khỏi được việc người già nên hoa mắt. Anh Hải đứng dậy hỏi bà. Con bò kia vẫn nằm ngoài chuồng phải không bà? Bà tính không nói, chỉ gật đầu rồi đi ra sau nhà. Anh Hải vội chạy ngay ra sau. Ra đến nơi, anh chút nữa nôn ọe bởi cảnh tượng bên trong. Con bò đang nằm trên một vũng máu lớn, cổ họng nó như bị xé toạc ra. Kinh dị nhất, cái ổ bụng của nó bị rách một đường lớn, ruột gan nội tạng từ trong đó lòi ra ngoài. Anh nhíu mày một cái, đưa tay vào trong túi áo, lấy ra một cái lọ. Anh đổ thứ bột đen bên trong ấy ra rồi quẹt mũi. Rất nhanh sau đó, anh nhăn mặt. Đúng rồi, có mùi yêu khí. Không những có mà còn rất nặng mùi. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Anh quay trở vào trong nhà, hỏi thêm một vài thứ nữa rồi nhanh chóng quay trở về nhà mình. Sáng hôm ấy, anh tập hợp tất cả dân trong làng lại rồi phát cho mỗi người một lá bùa, dặn là đem về dán trước nhà. Cho dù ban đêm có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được mở cửa. Sở dĩ anh làm như vậy là anh biết được đêm qua đã bị phát hiện, nên con quỷ chưa thỏa mãn được hết cơn khát máu của mình. Đêm nay lại là lúc âm khí đang mạnh, chắc chắn nó sẽ ra ngoài đi săn tiếp. Sau khi lệnh cho mọi người trong làng thực hiện theo lời dặn của mình, anh Hải nhờ gần chục người thanh niên trai tráng khỏe mạnh trong làng để giúp anh. Ai nấy đều chuẩn bị cho mình một cây tre được vót nhọn ở đầu. Ngoài ra, họ còn sử dụng máu gà trống và máu chó mực trộn lại rồi thấm vào đầu của những cây gậy tre đó. Chuẩn bị xong, anh Hải quay trở về. Cả ngày nay Tuyết ở nhà nên không biết có chuyện gì đã xảy ra. Thấy chồng về có vẻ vội vã thì cô hỏi ngay. Anh đi đâu sáng giờ? Em đang định đi tìm anh đó. Sợ vợ lo nên anh Hải nói. Không có chuyện gì đâu em. Tối nay anh có việc phải đi. Em ở nhà không được đi đâu đó. Khóa cửa nẻo cẩn thận lại nha. Tuyết gật đầu. Sau đó anh Hải bước vào trong phòng thờ rồi đóng cửa lại. Không biết anh làm gì bên trong, nhưng đến tận chiều tối mới mở cửa rồi bước ra ngoài. Trên vai anh vác theo một cái túi to.
Anh nhìn Tuyết, gật đầu một cái rồi anh bước đi. Như đã hẹn, đám thanh niên trong làng đã tập trung ở nhà ông Khánh. Anh Hải vừa đến nơi thì họ nhao nhao lên hỏi về kế hoạch bắt quỷ đêm nay. Anh Hải nhanh chóng triển khai kế hoạch. Bởi nhà nào cũng dán bùa nên sẽ tạm thời che mắt con quỷ. Ông Khánh là người tình nguyện lấy con bò đang nuôi của mình để làm mồi nhử. Cả đám kéo nhau ra bãi đất trống ngoài đồng. Con bò của ông Khánh được cột vào một chiếc cọc tre ngay giữa đồng. Một tấm lưới lớn được bí mật dằn dưới đất xung quanh con bò kia. Và trên tấm lưới cũng được dán bùa rồi rưới hỗn hợp máu chó mực và gà trống. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong, anh Hải và mọi người chia nhau nấp xung quanh đó. Đến khuya, trời đêm nay không có trăng, không khí âm u bao trùm lên tất cả. Thật lạ kỳ, khi đã hơn 11 giờ mà ngoài đồng không hề có một tiếng ếch nhái, côn trùng nào vang lên. Sự im lặng đến khó chịu này làm cho ai nấy cũng hồi hộp. Anh Hải một tay cầm sắp bùa, tay còn lại cầm một con dao thấm đầy máu chó mực. Đến hơn 12 giờ thì trời đột nhiên nổi gió lên. Anh Hải mới quay ra nhìn đám thanh niên rồi thì thầm. Đến rồi, đến rồi. Thế là ai cũng đều nín thở để theo dõi. Hơn chục cặp mắt đang đổ dồn về phía con bò, và nó dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Con bò sợ hãi dậm dậm chân ở dưới đất, rồi hất hất cái đầu như muốn thoát ra khỏi sợi dây đang buộc nó vào chiếc cọc. Con bò đang muốn bỏ trốn sao? Nó bỏ trốn khỏi thứ gì đây? Nhưng rồi cũng không phải chờ đợi lâu, cái thứ kia bắt đầu xuất hiện. Một người thanh niên thốt lên kinh hãi, chỉ tay về phía trước. Mọi người nhìn kìa! Theo hướng tay của anh ta, trên ngọn cây tre cao chót vót có một bóng người. Gọi là bóng người thế thôi, nhưng ai cũng biết cái thứ ấy là một con quỷ. Bởi cái ngọn tre cao phải đến hơn 20 mét, nên việc một con người bình thường có thể leo lên được là một chuyện không thể. Gió lại thổi mạnh hơn. Mọi người thấy con quỷ chỉ nhúng một cái rồi từ trên ngọn tre xà xuống đất. Hành động của nó nhẹ nhàng tới mức trông chỉ như một mảnh vải hay một chiếc lá rụng thôi. Khỏi phải nói, ai nấy đều cảm thấy nổi da gà, từng đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Con quỷ vẫn không hay biết gì về những người đang phục kích nó. Nó từ từ tiến lại chỗ con bò của ông Khánh. Đúng như miêu tả của bà Tính, con quỷ này có một mái tóc xù xì trông hết sức ghê rợn. Hai cánh tay của nó dài lòng thòng, nhưng ngón tay lại nhọn hoắt thò ra, trông như những lưỡi dao găm sắc bén. Nó gầm gừ, tiếng gió vẫn rít lên từng hồi. Khi con quỷ chỉ còn cách con bò mấy bước chân thì anh Hải bật đứng dậy rồi hét lớn. Anh em, tiến lên! Nghe tiếng hét của anh Hải, mấy người thanh niên kia đã chuẩn bị từ trước. Họ đồng loạt reo lên, rồi phóng những thanh tre của mình vào thẳng con quỷ. Bị bất ngờ, không kịp phòng bị, nên con quỷ chỉ né được một ít cây lau tre. Nó bị dính 3 mũi lau, một cái vào tay, một cái vào vai, còn một cái thì hiểm hơn, nhằm ngay hông của nó. Con quỷ trúng đòn đau, nó nằm vật ra đất rồi lăn lộn gào thét trong đau đớn. Không ngừng lại ở đó, anh Hải lại thét lên một lần nữa. Đám thanh niên kia chạy ào đến, giở tấm lưới đã chuẩn bị sẵn ra. Tấm lưới được ném về chỗ con quỷ. Da thịt của nó khi chạm vào bùa phép và hỗn hợp máu thì nổ lớp bóp, lại có tiếng xì xèo như cháy da cháy thịt vậy. Con quỷ rú lên đau đớn rồi nằm im không nhúc nhích. Một vài người thanh niên bạo dạn tiến lại gần. Con quỷ vẫn nằm yên như chết. Một người thanh niên bước tới, đưa chân đá vào xác con quỷ. Nó vẫn nằm yên bất động. Anh Hải nhíu mày lẩm bẩm. Không đúng, không đúng.
sao lại đơn giản như vậy được. Quả đúng như anh Hải lo sợ. Vừa dứt câu, con quỷ mở bừng mắt ra, trừng trừng nhìn đám thanh niên. Nó gào lên một tiếng rồi hất mình một cái. Một tiếng động lớn vang lên. Tấm lưới bây giờ có vẻ không còn tác dụng nữa rồi. Nó rách tung. Đám thanh niên rú lên kinh hãi. Còn con quỷ kia thì đã đứng dậy. Nó đưa cặp mắt đỏ lừ nhìn chằm chằm vào mọi người. Anh Hải không đứng yên nữa. Anh giơ sấp bùa trên tay mình lao thẳng lại gần nó. Sấp bùa được ném tung về phía trước. Con quỷ có vẻ hơi chần chừ. Nhân cơ hội ấy, anh Hải đưa cái lưỡi dao của mình nhằm thẳng hướng con quỷ phóng tới. Lưỡi dao bay nhanh đến nỗi không ai kịp trông thấy chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy con quỷ hét lên một tiếng rồi ôm lấy bàn tay mình. Lúc này thì người ta mới để ý. Lúc con dao găm bay đến, nó giơ tay lên đỡ nên bị đứt mất hai ngón tay. Sau khi dính đòn, con quỷ lùi lại. Nó nhúng một cái bay thẳng qua ngọn tre rồi biến mất. Một tràng cười lại tiếp tục vang lên. Anh Hải và mọi người chạy đến thì đã muộn rồi. Nó đã trốn thoát. Đám thanh niên tiếc rẻ. Giờ nó biết được rồi, khó mà bắt được nó. Riêng anh Hải, anh không còn quan tâm đến chuyện gì nữa. Bởi cặp mắt anh đang dính chặt vào hai ngón tay nằm ở dưới đất. Hay chính xác hơn, anh đang nhìn vào chiếc nhẫn nằm trong ngón tay ấy. Chiếc nhẫn khiến anh khựng lại, cổ họng như bị ai bóp nghẹn. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy anh Hải cúi xuống đất, nhặt ngón tay kia lên, bỏ vào túi rồi chạy đi mất. Lần này, anh Hải không chạy đi đâu mà chạy thẳng về nhà. Về đến nơi, thứ đập vào mắt anh chính là cánh cửa nhà bị mở tung ra. Bên trong tối đen như mực. Anh Hải cũng không tỏ ra bất ngờ hay hoảng hốt. Anh bước thẳng vào trong, thậm chí còn không thèm mở đèn. Vào bên trong nhà, một mùi tanh hôi xộc thẳng lên mũi, làm anh Hải thoáng chút rùng mình. Anh bước đến chiếc buồng ngủ của hai vợ chồng. Khác với cánh cửa nhà mở toang, thì cánh cửa buồng đã được khóa trái. Anh đưa bàn tay run run gõ cửa. Tuyết! Tuyết ơi! Bên trong không có tiếng đáp lại. Anh Hải lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa. Anh giơ chân đạp thẳng vào cánh cửa. Khi cánh cửa bị bật tung ra, anh Hải như chết điếng. Bởi trước mặt anh, trên chiếc giường hai vợ chồng anh ngủ hàng đêm, đang có một cái bóng người ngồi quay lưng lại với anh. Đầu tóc nó bù xù, cộng với cái áo trắng quen thuộc. Trời, trời ơi! Anh thốt lên kinh hãi. Bởi có nằm mơ, anh cũng không ngờ được thứ ở trước mặt mình, thứ mà mình vừa đụng độ ngoài đồng, lại chính là người nằm kề cạnh mình hàng đêm. Một con quỷ đội lốt người. Chưa kịp phản ứng thì cái bóng kia quay ra trừng mắt nhìn anh. Trông nó có vẻ như đang bị thương khá nặng. Mùi máu tanh hôi bốc lên đến lợm giọng. Nó cười thé lên một tiếng rồi bật dậy, lại tiếp tục là một cú nhúng nhẹ nhàng. Nó bay thẳng xuyên thủng nóc mái ngói của căn nhà. Nó đã biến mất. Lúc này anh Hải như một kẻ đã chết. Anh không biết mình đã làm gì. Anh không ngờ rằng hành động của mình đã vô tình tạo ra một con quỷ. Sáng hôm sau, cái tin đụng độ con quỷ đã lan đi khắp làng. Ai nấy đều tỏ ra sợ sệt. Về phần anh Hải, từ sáng sớm, người ta đã thấy anh vác túi đồ nghề rồi đi thẳng vào trong rừng. Ai hỏi thì anh ấy chỉ nói là đi tiêu diệt con quỷ thôi. Cũng có vài người thanh niên bạo gan đòi đi theo để giúp đỡ, nhưng anh đều từ chối. Không ai biết anh đi đâu, cũng không ai dám chạy vào đó để xem chuyện gì. Chỉ thấy vào một buổi chiều của hai hôm sau, anh Hải bước ra khỏi rừng với vẻ mặt u sầu, quần áo rách bươm. Ai hỏi gì anh cũng không nói. Anh về nhà đóng sập cửa.
Người ta nghe thấy tiếng chuông gõ râm ran bên trong. Lát sau anh Hải lại mở cửa ra, vắt túi đồ nghề, rồi lại tiến vào trong rừng. Nhưng lần này không lâu như trước, chỉ mới sáng hôm sau, anh Hải đã trở ra, khắp người đầy máu me, có vẻ như anh đã kiệt sức. Cặp mắt anh đượm buồn, cũng chẳng trả lời ai. Lúc này, mọi người mới thắc mắc đến Tuyết. Mấy ngày vừa qua, không ai trông thấy cô. Thế là họ bắt đầu nghi ngờ. Nhưng cứ hễ đến gần thì đều bị anh Hải cầm dao đuổi đi, nên không ai dám đến. Sáng hôm sau, anh Hải đi đâu từ sớm. Nhân cơ hội đó, mấy người trong làng mới đập cửa rồi ập vào. Vào đến nơi, không thấy Tuyết đâu. Chỉ thấy bên trong phòng ngủ của hai vợ chồng có rất nhiều vết máu còn sót lại. Mùi tanh bốc lên nồng nặc. Nhưng rồi người ta lại nghĩ anh Hải đã làm gì vợ mình rồi. Thế là họ vội chạy đi trình báo công an. Sẩm tối ngày hôm sau thì anh Hải về. Và anh không về một mình. Anh đèo theo một ông già ngồi sau lưng. Nhưng vừa dẫn chân chống xe xuống thì có tiếng thét vang lên xung quanh. Đứng yên, anh đã bị bắt. Anh Hải trông thấy mấy người công an mặc cảnh phục từ khắp nơi ập đến rồi đè anh xuống. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, dân làng cũng vì thế kéo đến đông lắm. Sau một hồi tra hỏi tại chỗ, anh Hải đành nói ra hết sự thật. Nhưng mấy người công an nghe xong thì phì cười, cho rằng anh bị bệnh tâm thần. Lúc này ông già đi theo anh mới bước ra. Hóa ra đó là thầy Minh. Thầy nói: Chào mấy chú công an. Ông là ai? Tôi tên là Minh, là thầy của thằng Hải đây nè. Tôi cam đoan những lời nó vừa nói là đúng sự thật. Ông là ai mà nói? Viên cảnh sát nhíu mày hỏi. Chú không tin tôi cũng được, nhưng cứ hỏi bà con ở đây về con quý kia đi. Và tôi nói cho chú biết nè, tôi đến đây là để diệt trừ con quý đó cho dân làng. Nếu mà không nhanh chóng thì hậu quả rất là khôn lường. Nó gần luyện thành tinh rồi đó. Thế rồi, mấy người thanh niên từ đợt mai phục lần trước cũng bước ra làm chứng. Nhưng không ai dám chắc con quỷ kia có phải là Tuyết không. Bởi vì cái hình dạng lúc ấy nó quá ghê rợn. Trước sự việc này, viên cảnh sát kia suy nghĩ một lúc rồi nói: Vậy theo ông nói thì con quỷ kia đang ở đâu? Thầy Minh chỉ tay vào phía cánh rừng rồi nói: Theo như những gì thằng Hải nói thì con quỷ kia đang ẩn náu ở bên trong khu rừng kia. Nếu cho hai người đi vào đấy, rồi lỡ như chỉ là cái cớ để chạy trốn thì sao? Ông thầy Minh ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: Giờ mọi người cứ còng tay thằng Hải lại đi, rồi giữ lại đây. Sau đó cử mấy người công an với dân làng đi theo tôi ở đây làm chứng. Nếu như không đúng như lời tôi nói, cứ bắt tôi về tội đồng lõa cũng được. Anh Hải nghe thế thì gào lên: Sư phụ không thể một mình đi vô đó được. Nó không đơn giản đâu. Thầy Minh cười trừ một cái. Không sao đâu, còn cứ ở đây đi, để đó cho ta. Theo kế hoạch, anh Hải bị còng tay lại rồi dẫn đi. Tiếp theo thầy Minh và hai người công an với đám người thanh niên lúc trước. Mọi người nhanh chóng tiến thẳng vào trong rừng. Đến mờ sáng thì họ trở ra và quá kinh hãi. Lần này họ đưa theo một cái xác đang bốc mùi, có vẻ như nó đang phân hủy. Không ai biết được chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy mặt người nào người nấy đều như không còn một giọt máu. Thầy Minh thì trông rất mệt mỏi. Sau đó hỏi ra thì mới được đám thanh niên thuật lại. Khi mọi người tiến vào trong rừng, thầy Minh dò theo chiếc la bàn bát quái trên tay mình đến một cái hang. Và cũng chính tại đây, người ta trông thấy Tuyết. Bây giờ người ta chỉ còn nhận ra được
thông qua gương mặt thôi. Bởi thân thể dường như đã biến đổi thành một thứ gì đó rất kinh dị. Hai người công an sợ hãi rút súng ra nhằm vào Tuyết mà bắn, nhưng có vẻ không có tác dụng. Bắn hết đạn nhưng Tuyết vẫn trơ ra. Cô đu lên cây rồi cười lên ha hả. Thầy Minh lúc này mới ra tay. Có vẻ ông cao tay ấn hơn, khi chỉ cần một lá bùa của ông, nó bay trúng vào người của Tuyết, làm cô khựng lại bất động. Tiếp đến ông đọc chú. Lát sau người ta thấy Tuyết rú lên, cả thân thể sau đó mềm nhũn rồi phân hủy nhanh chóng. Trong tình trạng cái xác của cô thì chắc đã chết 3-4 tháng rồi. Mấy ngày sau anh Hải cũng được thả ra. Sau đó anh bỏ làng đi, không ai biết anh đã đi đâu. Có người nói anh lên chùa tu, có người nói anh lên lại núi cấm để theo thầy. Nhưng cũng có người nói vì mặc cảm tội lỗi nên anh đã quyên sinh theo vợ mình. Câu chuyện kinh dị ở làng An Sinh cũng từ đó rơi vào quên lãng. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma Cây Ngải Hồi Sinh, tác giả Minh Hoàng. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.